Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, báo cáo môi trường kinh doanh 2019 đào tạo để cải cách vừa được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố cho biết, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có nhiều cải thiện về môi trường kinh doanh với nhiều chỉ số cải thiện về điểm số. Song so với năm ngoái, Việt Nam vẫn tụt hạng trong xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới bởi các quốc gia khác còn làm tốt hơn nhiều. Do đó, mục tiêu môi trường kinh doanh của Việt Nam nằm trong ở mức trung bình ASEAN 4 chưa thể đạt được. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2018, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 19 tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Với nhiều điểm mới, nghị quyết vẫn kiên định các mục tiêu đã đề ra đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018, tăng thêm từ 8 đến 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp. Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc, giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc, giải quyết phá sản doanh nghiệp tăng thêm 10 bậc. Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu hoàn thành việc bãi bỏ đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 25 đến 27% hiện nay xuống còn dưới 10%. Nghị quyết 19 cũng bổ sung mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics để tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế nói chung và cơ cấu ngành nói riêng, thúc đẩy tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với quyết tâm của chính phủ và sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Đáng chú ý, trong báo cáo môi trường kinh doanh 2019 của Ngân hàng Thế giới mới công bố cho thấy, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có nhiều cải thiện về môi trường kinh doanh, với 6 trên 10 chỉ số cải thiện về điểm số. Với những tiến bộ về đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp, đến nay những thủ tục như đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp, chuyển đổi công ty đều có thể thực hiện qua mạng. Như trước đây thì là mình sẽ phải mất 3 ngày nộp hồ sơ giấy, sau đấy mình lại phải mất thêm một công đoạn nữa, đấy là ví dụ như thành lập mới thì phải công bố dấu, chúng tôi lại phải mất thêm một lần nộp hồ sơ nữa. Nhưng ở đây là tất cả chúng tôi làm qua mạng, rất tiện. Và thứ hai đấy là về cái mặt chi phí là cũng giảm đi được rất nhiều cho doanh nghiệp. Khởi sự kinh doanh là một trong số 11 chỉ số được Ngân hàng Thế giới chấm điểm về đánh giá xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của các nền kinh tế tại báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh. Theo đó, năm nay, chỉ số này của Việt Nam đã có bước tiến đáng kể, đạt 84,2 trên 100 điểm, đứng thứ 104 trên 190, tăng 2,6 điểm, tăng 19 bậc so với năm 2017. Chỉ số khởi sự kinh doanh là một trong 10 cái thành phần mà báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới đánh giá để chấm điểm các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Đối với chỉ số khởi sự kinh doanh, theo báo cáo năm nay của Ngân hàng Thế giới thì chúng ta đã tăng được 19 bậc so với năm ngoái. Thì cái kết quả này chúng tôi cho rằng đó là cái sự cố gắng của các bộ ngành và các địa phương trong việc cải cách những cái quy định pháp lý cũng như là thực hiện để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Cùng với chỉ số khởi sự kinh doanh, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 87,94 điểm, đứng ở vị trí thứ 27 trên tổng số 190 quốc gia nền kinh tế, tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017. Theo đó, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam chính thức đạt top 4 ASEAN sớm 2 năm so với mục tiêu chính phủ đã đặt ra. Và từ năm 2013 cho đến nay, thì tập đoàn đã 3 lần thay đổi cái quy trình cung cấp điện, quy trình kinh doanh điện năng. Đấy, và đến hôm nay, đến lần này thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã ban hành một cái quy định về vấn đề cung cấp điện, quy định là 505 và quy trình 050, và cái việc này cũng đã được công khai ở trên tất cả những web. Và nhờ có cái việc công khai tất cả những quy trình và đơn giản hóa tất cả những quy trình này mà cái số thủ tục của ngành điện bây giờ chỉ còn giảm xuống còn có 2 thủ tục, và cái thời gian mà cung cấp điện đối với khách hàng về phía ngành điện thì chỉ còn khoảng độ từ 5 đến 7 ngày, nó cũng tùy thuộc vào cái khu vực là thành phố, thị xã hay là nông thôn. Ngân hàng Thế giới cũng ghi nhận cải thiện trong chỉ số nộp thuế qua việc nộp thuế dễ dàng hơn bằng cách không còn đòi hỏi phải nộp bản sao cứng của tờ khai thuế giá trị gia tăng và cho phép thanh toán chung thuế môn bài và thuế giá trị gia tăng.
Đồng thời, World Bank cũng ghi nhận Việt Nam cũng nộp thuế ít tốn kém hơn bằng cách giảm sự đóng góp của chủ doanh nghiệp cho quỹ lao động bảo hiểm xã hội. Theo đó, chỉ số nộp thuế đạt 62,87 điểm, tăng 1,75 điểm so với năm trước. Tựa là chúng ta hay kêu ca về cơ quan thuế, cơ quan hải quan là sách nhiễu doanh nghiệp. Nhưng mà bây giờ tôi cảm nhận là rất là dễ chịu khi mà làm việc hai cơ quan này. Và đợt này thì lại càng cảm thấy dễ chịu hơn là vì tất cả các cái tờ khai đều là điện tử, hóa đơn cũng điện tử. Tức là gặp các cán bộ thuế và các bộ hải quan là gần như là tối thiểu. Với những kết quả tích cực này, trong báo cáo môi trường kinh doanh 2019 của Ngân hàng Thế giới World Bank, điểm số môi trường kinh doanh đạt 86,36 điểm, cao hơn 1,59 điểm trong Doing Business 2018 là 66,77 điểm. Chúng ta có thể thấy rằng thứ hạng của Việt Nam tụt một bậc so với năm ngoái từ 68 xuống 69. Sự giảm bậc này không phải do các chỉ số không có sự cải thiện, mà do các quốc gia khác có sự cải thiện trên các chỉ số tốt hơn Việt Nam. Việt Nam vẫn được World Bank đánh giá là nền kinh tế có nhiều cải cách cùng với Indonesia và Philippines trong thực thi hợp đồng, trả thuế và thành lập doanh nghiệp. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tín Dũng cũng cho biết việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đến nay, các bộ đã trình ban ngành được 22 văn bản, một luật và 21 nghị định, đã cắt giảm đơn giản được 3.004 trên 6.191 điều kiện, đạt 97% so với chỉ tiêu giao, tăng 1.871 điều kiện, tăng 60,4% so với tháng trước. Về kiểm tra chuyên ngành, các bộ đã trình ban hành và ban hành được 21 văn bản, đã cắt giảm đơn giản hóa 6.776 trên 9.926 dòng hàng phải kiểm tra, tương đương 68,2% và 30 thủ tục, đạt 50% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù môi trường kinh doanh Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, nhưng kết quả đạt được vẫn khá xa so với mục tiêu chưa đạt được trung bình ASEAN 4. Chuyên kinh doanh dịch vụ logistics, đại diện doanh nghiệp này than phiền, thủ tục hải quan dù được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa như doanh nghiệp kỳ vọng. Bây giờ là hải quan cũng thuế cũng bắt đầu là trên thực hiện các việc kê khai trên mạng, nhưng mà việc đó vẫn chưa làm được. Và thứ ba nữa là các phí là cầu đường, các lệ phí ở các cảng và các phí của hãng tàu. Thực sự là những cái gọi là đòi hỏi nhỏ của hải quan mà ảnh hưởng, ví dụ như là một cái tế nhị phí đó 1 triệu thôi, nhưng có thể ảnh hưởng 500 triệu đến với một của nhà sản xuất. Tại vì lưu công lưu bãi của một công hàng là gấp 500 lần như thế. Tuy môi trường kinh doanh đã có sự cải thiện, đánh giá rất tích cực về những chuyển biến do nghị quyết số 19 mang lại, nhưng các chuyên gia vẫn quan ngại khi hầu hết các chỉ số chưa đạt trung bình ASEAN 4 về cả điểm số và thứ hạng, dù khoảng cách đang được thu hẹp dần. Cũng phải nói là các bộ, một số bộ đã có cái triển khai thực hiện. Tuy nhiên nhìn chung như chúng ta hôm nay nhìn thấy những cái 10 hay 11 cái yêu cầu về quản lý đặt ra trong cái nghị quyết số 19, trong cái nghị quyết thường kỳ của Chính phủ cũng như là cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với lại cái kết quả mà đạt được thì nó còn một khoảng cách rất là xa. Điển hình, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh vẫn còn nhiều nội dung cần bàn bởi nhiều điều kiện bất hợp lý, không cần thiết, không đạt hiệu quả quản lý, kiểm tra chuyên ngành có những đột phá. Nghị định số 15 năm 2018 về an toàn thực phẩm giúp các doanh nghiệp giảm được 90% chi phí và hàng triệu ngày công, nhưng vẫn có rất ít thủ tục kết nối hoàn toàn trên cơ chế một cửa quốc gia. Hầu hết các thủ tục online, vừa nộp bản giấy, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn rất rườm rà. Về kiểm tra chuyên ngành, nhìn chung là phức tạp và thậm chí nó chồng chéo nhau. Thứ ba là có sự chồng chéo trong quản lý nhà nước. Ví dụ một sản phẩm thì do 2, 3, thậm chí 4 bộ cùng quản lý. Và 4 bộ cùng quản lý không phải là bằng một quy trình thủ tục giống nhau, bằng một cái tiêu chí chất lượng giống như nhau, mà thông thường nó khác nhau. Và từ đó thì cái chi phí, gồm cả chi phí chính thức và chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp là rất lớn, chi phí thời gian, chi phí tiền bạc. Nhưng mà về tổng thể thì chúng tôi thấy rằng là những cái hành động cụ thể để giảm phí cho doanh nghiệp cũng đang còn rất ít ỏi.
nếu mà so với những xu hướng tăng nhanh của hàng loạt những cái chi phí khác, phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng, và chúng tôi lo ngại sẽ thu ở nhiều lĩnh vực khác, phí BOT mà chúng ta thấy qua báo chí gần đây, rồi là phí logistics của Việt Nam vẫn là cao, phí giao nhận kho vận của Việt Nam cũng là cao so với các nước trên thế giới, phí công đoàn, phí bảo hiểm, cái tỷ lệ này ở Việt Nam so với khu vực thì cao gấp đôi, chẳng như tỷ lệ trên tổng quỹ lương của Việt Nam là 32,4,5%, nếếu mà tính thêm phí công đoàn 2% nữa là 34,5% tổng quỹ lương, so với các nước chỉ khoảng 9-12%, thì ở đây là cái mức rất là cao. Ở Việt Nam thì chi phí vốn cao, lãi suất vay ngân hàng Việt Nam hiện tại mặc dù đã giảm so với nhiều năm trước xuống 7-9%, nhưng mà so với các nước chỉ có 2-3%, nước cao trong khu vực cũng chỉ có 5%, thì rõ ràng cái lợi thế của doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, là đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là rất là ít. Theo các chuyên gia, kết quả đánh giá của World Bank cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam không xấu hơn trước, nhưng tiến bộ chưa được như kỳ vọng. Trong Doing Business 2019, với 10 chỉ số, Việt Nam có tới 9 chỉ số tụt hạng. Bảo hiểm xã hội, bảo vệ nhà đầu tư, thương mại qua biên giới, tiếp cận tín dụng, cấp phép xây dựng và giải quyết phá sản. Sụt giảm mạnh nhất là chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội giảm tới 45 bậc, chỉ số thương mại qua biên giới giảm 6 bậc, giải quyết phá sản giảm 4 bậc, chỉ số tiếp cận tín dụng giảm 3 bậc, cấp phép xây dựng giảm 1 bậc. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, ví dụ như là bảo hiểm xã hội đã đơn giản hóa hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục quy trình, cũng như là áp dụng cái dịch vụ về bưu điện và ứng dụng về giao dịch điện tử, thì nhờ đó cái thời gian về thực hiện các thủ tục hành chính đã được rút ngắn rất là nhiều, và hiện nay so với các nước trong khu vực thì cái khoảng cách, cái thời gian trong cái thực hiện các thủ tục hành chính của chúng ta đang ngày càng thu hẹp, và tiến tới là chúng ta sẽ đạt được bằng các nước trong khu vực. Tuy nhiên về cái yêu cầu, các quy định liên quan đến tỷ lệ nộp bảo hiểm xã hội thì hiện nay của chúng ta cao hơn hẳn so với các nước trong khu vực, và cao hơn cả những cái nước mà có thu nhập tốt như là Singapore hay là Hàn Quốc, thì đấy là những nước mà có thu nhập rất là cao, mà cái tỷ lệ của chúng ta thì đang cao hơn cả những cái nước mà có thu nhập cao. Môi trường kinh doanh vẫn cải cách khá chậm so với những nỗ lực và mong muốn của chính phủ. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp sau các nước Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan. Trong khi đó, các nước xung quanh đang chuyển động rất nhanh. Hai năm gần đây, Malaysia cải thiện đáng kể khi lấy lại vị thế của mình trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, tăng 9 bậc lên vị trí số 15. Thái Lan và Brunei liên tục có sự tăng hạng đáng kể và với tốc độ nhanh hơn Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam còn nhiều dư địa để cải cách môi trường kinh doanh. Nếu không muốn tụt hạng, Việt Nam cần phải tiếp tục cải cách và cải cách đột phá hơn. Là tỉnh có các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nổi bật cả nước như mô hình cà phê doanh nhân, đứng hàng đầu các tỉnh về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, dù thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong môi trường kinh doanh, tuy nhiên, dư địa để cải cách vẫn còn rất lớn. Vì vậy, tỉnh sẽ rà soát nhìn nhận lại các mặt hạn chế, những thủ tục chưa được cải thiện, đồng thời đẩy mạnh thêm nhiều giải pháp, sáng kiến trong tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Chúng tôi duy trì, đeo đuổi, bám quyết liệt là củng cố ngày phát triển là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là BCI, là chúng tôi thể hiện được các cái điểm số của thành phần, điểm số nào thấp thì chúng tôi là hàng năm chúng tôi phải ngồi xem xét vì sao thấp, và đồng thời cái điểm số đó của sở nào, ngành nào thì chúng tôi mời sở đó, ngành đó về làm việc để hướng cải thiện, nâng cái điểm số này lên. Cái thứ hai nữa là các điểm số chúng tôi duy trì đã phát triển rồi, chúng tôi duy trì phát triển tiếp, mà hơn nữa là các cái điểm số này tôi nghĩ là mình phải có thường xuyên theo dõi đánh giá, rồi hay tác động tương tác liên tục với các cái doanh nghiệp, như chẳng hạn chúng tôi gần gũi với các doanh nghiệp như cà phê doanh nhân, doanh nghiệp, hoặc là thông tin qua cửa điện tử này kia vân vân, là cái cầu nối chúng tôi là liên tục là với các cái doanh nghiệp đó. Các sở ngành địa phương cũng đang đẩy mạnh áp dụng thủ tục điện tử cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác để mang lại hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh nhanh chóng cho doanh nghiệp. Về những cái biện pháp mà để phát triển doanh nghiệp thì chúng tôi cũng cam kết là đồng hành cùng với chính phủ, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước khác để tạo điều kiện hỗ trợ thông tin đến cho doanh nghiệp, để làm sao đó người dân có thể tự tin
khởi nghiệp. Các hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp có thể tìm hiểu qua cái cổng thông tin của cơ quan thuế cũng như là đến trực tiếp cơ quan thuế. Qua rà soát cho thấy, việc thực hiện cắt giảm đơn giản hóa đăng ký kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh không phù hợp, chưa được cắt giảm. Vì vậy, cần đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh. Những cắt giảm thủ tục hành chính hay là cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào để cho nó phù hợp, chứ không chỉ đơn thuần là gộp các điều kiện kinh doanh hay là trích dẫn các cái văn bản, tham chiếu các cái văn bản liên quan. Thì đấy là một trong những cái nội dung mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng mong muốn là Bộ Công Thương cần rà soát lại các cái điều kiện kinh doanh mà Bộ Công Thương đang đề xuất bãi bỏ là 675 điều kiện đó, xem là thực chất là bãi bỏ được bao nhiêu điều kiện. Cái chất đầu tiên là phải thu hẹp được cái danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành thì chúng ta chưa thu hẹp được. Nếu như chưa thu hẹp được cái chỗ này thì rõ ràng là công việc tiếp theo của những việc tiếp theo đó nó chưa thể thay đổi được. Cho nên cái mấu chốt hiện nay theo tôi là các bộ phải ra soát và phải giảm cắt đến mức tối đa, theo tôi là tối đa, cái danh mục phải quản lý chuyên ngành, danh mục gọi là danh mục hàng hóa nhóm 2. Tập trung đánh giá, khắc phục những hạn chế làm các chỉ số sụt giảm. Cụ thể, nếu việc cắt giảm được thực hiện nghiêm túc, thời gian hoàn thành thủ tục sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, giúp giảm 6 ngày trong tổng thời gian thực hiện quy trình khởi sự kinh doanh. Về lâu dài, cần có sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc về khả năng liên thông điện tử giữa thủ tục đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội để đơn giản hóa, hiện đại hóa quy trình khởi sự kinh doanh. Việc liên thông điện tử này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian gia nhập thị trường. Đối với cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì hiện nay chúng ta theo đánh giá của các tổ chức quốc tế và cụ thể là của Ngân hàng Thế giới thì bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì chúng ta đang ở cái vị trí tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Điều này thì cho thấy rằng là chúng ta còn rất là nhiều dư địa để chúng ta có thể thay đổi. Và trong cái nội dung mà liên quan tới cái lĩnh vực về bảo hiểm xã hội thì có hai vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ về thu nộp và bảo hiểm xã hội. Vấn đề thứ hai là cái thời gian thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội. Như vậy thì đòi hỏi đặt ra một vấn đề rằng là chúng ta cần phải xem xét lại cái chính sách về quy định nộp bảo hiểm xã hội để làm thế nào đó để khuyến khích từ doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là tạo một cái môi trường kinh doanh cạnh tranh cho doanh nghiệp và giúp cho nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu những giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, việc đơn giản cắt giảm đi vào thực chất hơn thì môi trường kinh doanh của nước ta sẽ đạt mục tiêu ngang bằng với các nước ASEAN 4, tạo đà cho doanh nghiệp bứt phá, tận dụng cơ hội các hiệp định thương mại tự do đã và sẽ tham gia. Đến đây thì chương trình tiêu điểm của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.